đau xé lòng tiễn đưa chú rể và người thân tử nạn trên đường rước dâu. Đau đớn và tang thương, đó là cảnh người thân và hàng xóm tiễn đưa ba người trong gia đình chú rể về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày đưa tang cũng chính là ngày dự cưới. Chiều 2 tháng 8, gia đình tổ chức lễ đưa tang anh Nguyễn Khắc Long, chú rể, bà Ngô Thị B, mẹ chú rể và bé gái Nguyễn Thư Kỳ, 7 tuổi, cháu nội bà B, về nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày đưa tang ba người trong gia đình chú rể cũng chính là ngày dự định cưới của đôi uyên ương Nguyễn Khắc Long và Lê Thị Yên. Ngày vui bỗng thành ngày đại tang. Chiếc áng cưới cô dâu thay bằng chiếc áng tang. Trong buổi chiều nắng cháy da, ở Quảng Trị, hơn nghìn người lần lượt bước theo ba cỗ xe tang ra khỏi cổng làng Lương Điền, xã Hải Sơn. Trên quãng đường hơn 2 km đến nghĩa địa xã Hải Sơn, những người thân mặc áng tang khóc đứt, gọi tên những người thân không may gặp nạn. Nắng chiều hi bức ở Quảng Trị khiến không khí thêm ngột ngạt. Anh Nguyễn Khắc Du, cha nạn nhân Nguyễn Thư Kỳ, người may mắn thoát chết khi không đi cùng chuyến xe rước dâu 16 chỗ, tận mắt chứng kiến cảnh 12 người thân của mình tử vong và chính tay anh đưa thi thể họ ra khỏi xe bị nạn. Trong đêm nhận tin dữ, cô dâu Lê Thị Yên, vợ của nạn nhân Nguyễn Khắc Long, tức tốc ra nhà chồng để gặp hôn phu lần cuối. Chị Yên liên tục đứt lịnh. Trên đường đưa tang chồng, phải nhờ người thân cõng đến nghĩa trang. Trên đường tiễn đưa chồng về nơi an nghỉ, chị Yên khóc đứt. Tội nghiệp con bé, từ khi nghe tin chồng sắp cưới mất đi, nó không chịu ăn uống gì mà chỉ gào khóc, người thân chị Yên cho biết. Bé gái Nguyễn Thư Kỳ chỉ vừa lên 7, đột ngột ra đi sau tai nạn, để lại sự xót xa khôn cùng cho cha mẹ, người thân. Ngồi bên mộ của con gái bé bỏng, gương mặt người mẹ rũ rượi, đau đớn, liên tục gào thét tên con: Kỳ ơi, sao con bỏ mẹ mà đi hả con? Người dì của bé Thư Kỳ gần như ngã quỵ khi đến bên huyệt mộ của cháu mình. Chị không thể hình dung được cảnh đứa cháu ruột của mình lại ra đi khi còn thơ dại. Nhiều người thân trong gia đình, các nạn nhân đã ngất, phải nhờ nhân viên y tế chăm sóc. Tại nghĩa trang xã Hải Sơn, những tiếng gào khóc thảm thiết khi linh cữu các nạn nhân được đưa xuống huyệt mộ. Nhìn cảnh tang thương, những người hàng xóm không cầm được nước mắt. Tay cầm những bông hoa, họ thả xuống huyệt mộ các nạn nhân, cầu mong linh hồn những người hàng xóm xấu số được siêu thoát. Vụ xe rước dâu gặp nạn, chú rể về với đất mẹ, quạnh lòng người ở lại. Trong cái nắng chói chang, hàng ngàn người dân đã nhoa lệ tiễn đưa chú rể Nguyễn Khắc Long cùng người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Trưa ngày 2 tháng 8, hàng ngàn người dân đã có mặt tại gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để tiễn đưa anh cùng mẹ bà Ngô Thị B và cháu nội Nguyễn Thư Kỳ về đất mẹ. Đây là những nạn nhân cuối cùng ở thôn Lương Điền được tổ chức an táng ở nghĩa trang trong tổng số 13 nạn nhân gặp tai nạn thảm khốc tại Quảng Nam. Đúng 13 giờ 30 phút cùng ngày, sau lễ di quan, ba chiếc xe tang chở linh cữu các nạn nhân lần lượt lăn bánh suốt quãng đường gần 2 km ra nghĩa trang xã Hải Sơn, không khí trầm buồn đến nghẹt thở. Nhiều người thân của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long khóc nghẹn và ngất lịm đi trong lúc đưa tang. Cô dâu Lê Thị Yên quê ở Bình Định cũng có mặt trong dòng người đưa tiễn. Kể từ hôm nhận tin chồng gặp nạn, chị đã tức tốc bắt xe ra Lương Điền để chịu tang chồng. Đến nay đã mấy hôm, chị quỳ bên quan tài chú rể Nguyễn Khắc Long, hết khóc, hết gọi tên chồng trong đau đớn. Lúc đưa tang, chị Yên ngất lịm trong vòng tay người thân. Có mặt trong dòng người tiễn đưa ông Bùi Phước, 66 tuổi, hàng xóm của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long, không cầm được nước mắt. Ông Phước nghẹn ngào nói, Long sống ở quê hương, bạn bè rất thân thương, không có điều tiếng gì. Đáng ra ngày nay, ngày 2 tháng 8 là ngày cưới của Long ở quê, nhưng ai ngờ. Anh Dũng, bạn thân của chú rể Nguyễn Khắc Long, buồn bã cho hay, Long là người sống nhiệt tình, hòa đồng và rất quan tâm giúp đỡ bạn bè. Từ hôm Long gặp nạn đến nay, anh Dũng luôn túc trực nhà bạn để phụ giúp việc tang gia. Mấy hôm trước, Long nhờ tôi đến nhà để phụ giúp cho lễ cưới. Ai ngờ ngày cưới trọng đại của bạn tôi lại thành ra như thế này, anh Dũng nghẹn lời. Được biết, chú rể Nguyễn Khắc Long làm việc ở công ty thép An Hưng Tường, Bình Dương hơn 5 năm nay. Tại đây anh quen và yêu nữ công nhân xa xứ Lê Thị Yên quê ở Bình Định, làm việc cho một công ty may ở gần cơ quan. Sau nhiều năm yêu nhau, hai người đã quyết định tiến tới hôn nhân
và đám cưới của họ đã được tổ chức ở Bình Dương vài hôm trước. Tai nạn ở Quảng Nam nhói lòng bên mâm cỗ giang dở nhà cô dâu. Hôn tin gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long sinh năm 1991 Hải Lăng, Quảng Trị gặp nạn trên đường vào Bình Định dự đám cưới khiến gia quyến hai bên quặn thắt. Không khí đau buồn trĩu nặng gia đình cô dâu Lê Thị Yên, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định trong ngày định mệnh khi chuyến xe chở cả gia đình người chồng tương lai gặp tai nạn thảm khốc ở Quảng Nam. Để chuẩn bị cho lễ hoan hỷ diễn ra vào sáng ngày 30 tháng 7, gia đình nhà gái đã gửi thiệp hồng đặt cổ đâu vào đấy. Thế nhưng, hơn 2 giờ sáng, chúng tôi nhận được điện thoại báo tin gia đình nhà chú rể Nguyễn Khắc Long gặp tai nạn khi đến Quảng Nam. Mọi niềm vui trong ngày cưới bỗng chốc tan biến, trở thành nỗi đau quá lớn đối với cả hai bên gia đình, ông Tuấn bác cô dâu, trú thôn Bình Trị cho biết. Cô dâu Lê Thị Yên và chú rể Nguyễn Khắc Long đều làm công nhân rồi quen nhau ở Bình Dương. Dự kiến sau khi tổ chức tiệc cưới ở Bình Định, 3 ngày sau sẽ làm lễ cưới tại quê chú rể ở Quảng Trị. Chú rể bản tính thật thà, có gia cảnh khó khăn, ba mất sớm nên một mình mẹ gồng gánh nuôi con. Gia đình chúng tôi rất yêu quý, ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Họ chỉ còn cách nhau khoảng cách địa lý của hai tỉnh, nhưng chú rể đã không đến được, quá đau đớn. Sau khi nghe hung tin cô dâu cùng người thân đã ra Quảng Trị để chia buồn cùng gia đình, ông Tuấn xót thương chia sẻ. 100 thiệp mời và lời lỗi hẹn đau đớn. Theo người dân địa phương, trước ngày gia đình chú rể gặp nạn, hơn 100 thiệp mời tiệc cưới đã được gia đình nhà gái chuyển đi. Vụ tai nạn bất ngờ lúc nửa đêm đã khiến cả làng bàng hoàng. Cô dâu Lê Thị Yên và một số người thân trong gia đình thuê xe đi Quảng Trị, mọi dịch vụ chuẩn bị cho đám cưới từ trước đó cũng được gia đình nhà gái hoãn lại vì sự cố kinh hoàng này. Chị Mai, người dẫn chương trình tiệc cưới tại huyện Phù Mỹ Bùi Ngùi, nhà cô dâu đặt lịch để tôi dẫn chương trình tiệc từ nhiều ngày trước. Đúng 5 giờ sáng qua, họ gọi điện xin hoãn vì gia đình chú rể gặp nạn. Trong cuộc trò chuyện, tôi nghe có những tiếng khóc rất lớn. Sáng nay mới hay tin nhà trai gặp tai nạn thảm khốc trên đường vào nhà gái, quá xót xa. Dòng người đưa tiễn gia đình chú rể tử nạn khi đi đón dâu. Người làng Lương Điền, Quảng Trị và những người không quen biết kết thành hàng sau xe tang chở lên cửu chú rể và hai người thân. Đầu giờ chiều ngày 2 tháng 8, gia đình làm lễ di quan và an táng chú rể Nguyễn Khắc Long cùng mẹ bà Ngô Thị B và cháu gái Nguyễn Thư Kỳ. Đây là ba nạn nhân cuối cùng được đưa tang trong vụ tai nạn xe rước dâu khiến 13 người thiệt mạng xảy ra ở Quảng Nam rạng sáng ngày 30 tháng 7. Đúng 13 giờ 30, sau lễ di quan, ba xe tang chở ba lên cửu từ từ lăn bánh trên đường làng Lương Điền. Trong cái nắng chiều chói chang, không khí ở Lương Điền trở nên u uất, sầu muộn bởi tiếng khóc bi thương. Nhiều người thân của gia đình chú rể Nguyễn Khắc Long khóc nghẹn và ngắt lịm trong lễ đưa tang. Trong đoàn đưa tang, cô dâu Yên đau đớn gọi tên chồng. Cô gái trẻ phải chịu đựng cùng lúc 4 cái tang nhà chồng khi chưa kịp về làm dâu. Gia đình chú rể chịu mất mát lớn nhất khi có cùng lúc 4 nạn nhân. Ngoài 3 người trên, chị gái chú rể Nguyễn Thị Nhung được an táng ở thành phố Đông Hà do làm dâu tại đây. Ngôi làng nhỏ mang tên Lương Điền nằm sát quốc lộ 1A được nhắc đến nhiều trên truyền thông những ngày qua sau vụ tai nạn thảm khốc. Dũng, bạn thân của chú rể, chia sẻ anh được nhờ đến phụ giúp làm đám cưới, ai ngờ ngày vui lại trở thành ngày đưa tang. Chú rể Long làm việc tại Bình Dương và quen cô dâu Yên từ 6 năm trước. Trước khi làm lễ cưới tại Bình Định ngày 30 tháng 7, hai bên gia đình đã ra mắt quan khách bạn bè tại Bình Dương. Ông Bùi Phước, hàng xóm của chú rể kể, Long rất hiền lành, tốt tính với mọi người. Gia đình tôi chuẩn bị đi cưới cháu Long thì lại nghe tin dữ, ông Phước nói. Người thân thôn Lương Điền cùng nhiều người không quen biết kết thành hàng dài đưa tiễn chú rể Long cùng hai người thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Hôm qua và sáng nay, gia đình và chính quyền địa phương lần lượt đưa tiễn 8 người khác về nơi an nghỉ. Những người này đều có gia cảnh khó khăn. Hiện chính quyền xã Hải Sơn cùng ngành giáo dục Quảng Trị có thư kêu gọi cộng đồng giúp đỡ vật chất và tinh thần để động viên gia đình các nạn nhân.
khoảng 2 giờ ngày 30 tháng 7, ô tô chở 17 người đi trên quốc lộ 1A từ Quảng Trị vào Bình Định đón dâu, đến xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, xe chở khách bất ngờ đấu đầu container biển thành phố Hồ Chí Minh, 13 người trong đó có chú rể tử vong, 4 người khác được cấp cứu ở Đà Nẵng.